Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mời các bạn cùng lắp ráp sửa chữa những chiếc xe poly đồ chơi mình nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi những món đồ chơi mới nha. Wow, ở đây có rất là nhiều bạn poly đang bị hư luôn các bạn ơi. Oh, bây giờ mình sẽ sửa chữa bạn xe nào đầu tiên các bạn ơi. À, đây, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu mút cát lại các bạn. Wow, chiếc xe cần cẩu mút cát này đang bị thiếu cái gì các bạn? Ha, xe cần cẩu mút cát này đang bị thiếu một cái cabin này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm cabin để lắp vô cho chiếc xe cần cẩu mút cát này nha các bạn. Ở đây có hai cái cabin này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái cabin này thử nha. Giờ mình sẽ lấy cái cabin này trước nha. Wow, cái cabin này thì bự quá các bạn ơi. Cabin này không được nha. Cabin này lắp vô không được. Rồi, bây giờ mình sẽ để cabin ở đây. Bây giờ mình sẽ thử cabin này nha các bạn. Wow. Cabin này thấy đẹp hơn nè các bạn ơi. Cái cabin xe này sẽ đẹp hơn nè. Wow, rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Vậy là mình lắp ráp xong một bạn rồi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ để bạn poly cần cẩu này đây. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi qua bên đây các bạn ơi. Wow, bên đây ở đây có một chiếc xe gì nè các bạn. Đây, chiếc xe rác nè các bạn ơi. Chiếc xe rác đang bị thiếu bánh xe. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe vô nha các bạn. Rồi, ở đây có hai cái bánh xe nè. Wow, ở đây nữa các bạn ơi. Cho mình mượn một cái bánh xe nha bạn poly. Cho mình mượn một bánh xe luôn nha bạn poly. Rồi, đó, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha các bạn. Rồi, lắp ráp bánh xe vô các bạn ơi. Rồi, xong rồi các bạn. Rồi, tiếp tục bên này nữa các bạn ơi. Đó, tiếp tục cái bánh đây nữa nè các bạn. Rồi, tiếp tục bánh đây nữa các bạn ơi. Đây, thêm một bánh nữa nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được bánh xe rồi nè. Nhưng mà vẫn còn thiếu cái cabin. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cabin nha. Wow, cabin các bạn ơi. Wow, ở đây có cái cabin này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cabin này nha. Rồi, lắp cái cabin này vô các bạn ơi. Wow, nhìn dễ thương không các bạn? Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, hai bạn poly. Một bạn poly cần cẩu và một bạn poly chở rác nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Wow, rất là nhiều bạn poly đang cần được sửa chữa nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trong này nè các bạn ơi. Trong đây có một bạn xe này xe chở bê tông nè. Xe chở bê tông. Bây giờ mình sẽ kiếm cái cabin nha các bạn. Wow, ở đây có một cái cabin này các bạn ơi. Có cả ghế ngồi nữa nè. Mình đem vào đây nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy thêm một bạn nữa nha. Đây, thêm một bạn poly nữa nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô thử nha các bạn. Lắp ráp thử coi được không nha. Rồi, cái ghế ngồi nè các bạn ơi. Cái ghế ngồi này không có được các bạn ơi. Nè, ghế ngồi này không có được. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp thử cái cabin này vô nha các bạn. Cabin này nhìn cũng không có đẹp các bạn ơi. Nè, nhìn không có đẹp ha. Rồi, mà cũng không có vừa nữa. Rồi, mình sẽ thử cabin này nha. Wow, cabin này nhìn đẹp hơn nè các bạn ơi. Bạn poly này nhìn đẹp hơn nè nha. Wow, rất đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ để bạn poly trộn bê tông ở đây nha. Mình sẽ tiếp tục các bạn ơi. Wow, ở đây còn rất là nhiều bạn poly luôn. Bánh xe cũng còn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái bạn poly bự nè các bạn. Mình sẽ lắp vô xe nào các bạn. Ở đây có một bạn trộn bê tông nè các bạn ơi. Wow, bạn trộn bê tông này nhìn ngầu các bạn. Wow, rất là ngầu luôn nè. Nhìn ngầu các bạn. Wow, rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cabin vô nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Một bạn trộn bê tông. Wow, đẹp quá, nhìn rất là dễ thương luôn các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục bạn này các bạn ơi. Đây thêm bạn trộn bê tông nữa. Quá là nhiều bạn trộn bê tông luôn các bạn ơi. Bạn trộn bê tông này bây giờ mình sẽ kiếm cái cabin nè các bạn. Đây có cái cabin nữa này các bạn ơi. Wow, quá trời cabin luôn. Bây giờ mình sẽ lắp thử cái này các bạn. Đây. Wow, cái này cũng không có vừa các bạn ơi. Rồi, bây giờ cái này các bạn. Rồi, cái này. Cái này thì ngã luôn các bạn ơi. Không được. Wow, cái này các bạn. Đây, cái này nè. Rồi, lắp vô. Wow, đẹp không các bạn? Bạn poly trộn bê tông đó nè, rất là đẹp luôn. Rồi, mình để đây luôn các bạn ơi. Rất là đẹp luôn các bạn. Wow, nhiều bạn poly quá. Tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có một bạn poly to nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy bạn poly này nữa nha. Rồi, wow, các bạn ơi, ở bên này có một bạn này, bạn xe ben này các bạn ơi. Wow, bạn xe ben. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái cabin vô nha các bạn. Rồi, lắp cabin vô. Rồi, xong nè các bạn ơi. Wow, bạn poly xe ben này nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để bạn poly xe ben này ở đâu các bạn. Rồi, mình để bạn đó bên này đi các bạn. Đó,
đó, để bạn Polysepen bên này nha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem coi đây là cái hộp đồ chơi gì nha các bạn. Wow, một hộp đồ chơi này rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở xem coi đây là chiếc xe gì nha các bạn. Đây, mở đây các bạn ơi. Đây đây, để chờ mình tí nha. Rồi mở ra nha các bạn. Đây đây. Wow các bạn ơi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe lưu nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe lưu làm đường nhìn rất đẹp luôn nè các bạn. Wow, đẹp quá các bạn. Rất là to, rất là đẹp luôn nè. Bự to đẹp luôn ha các bạn ha. Nè, đó các bạn nhìn thấy đẹp không? Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, đây là xe lưu đường nha. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn các bạn. Cái buồng lái trong này rất là to luôn nè. Đó, có vô lăng nè các bạn. Nè, đó, đây cái lưu đường của chúng ta nhìn rất đẹp luôn ha các bạn ha. Bánh xe nè, wow đẹp quá các bạn ơi. Đâu để mình coi coi cái này có mở được không. Ô cái này mở ra không được các bạn ơi. Xe này rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp ráp sửa chữa xe nha các bạn. Ở đây có một chiếc xe này. Đây là xe trộn bê tông nè các bạn ơi. Xe trộn bê tông này bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe vô nha các bạn. Wow, bánh xe đâu các bạn, để mình tìm coi. Wow, ở đây có bánh xe nè các bạn. Mình sẽ lấy bánh xe này nha, bánh xe to nha các bạn. Wow, bánh xe khá là to các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lắp ráp vô cho chiếc xe trộn bê tông này nha. Wow, bánh xe to quá các bạn ơi. Rồi, tiếp tục bên này các bạn. Đó, rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, đây các bạn ơi. Mình sẽ lắp ráp bánh xe nhỏ. Bánh sau mình sẽ lắp bánh xe nhỏ nha. Rồi, tiếp tục vô các bạn. Nhìn vậy cho mới đẹp các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, xe trộn bê tông bánh bánh đầu to nè, bánh nhỏ nè. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái cabin cho chiếc xe trộn bê tông này nha. Wow, cabin các bạn ơi. Wow, ở đây các bạn ơi, có một bạn poly nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp vô nha. Wow các bạn ơi, wow đẹp quá các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Bạn trộn bê tông này có cái đầu cabin nhìn rất đẹp luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn trộn bê tông này ở đây nha. Bạn poly trộn bê tông nhìn rất đẹp luôn ha các bạn ha. Wow, rồi để đây các bạn, mình sẽ tiếp tục đi các bạn ơi. Qua bên này bên này. Ở đây còn một chiếc xe nè các bạn. Đây là chiếc xe này, là xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông của chúng ta đang thiếu bánh xe. Bây giờ mình sẽ lấy bánh xe mình lắp ráp vô nha các bạn. Đây, ở đây có bánh xe nè các bạn. Wow, bánh xe cũng khá là to đó các bạn. Đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thêm một cái bánh xe bên này nữa các bạn ơi. Rồi xong rồi các bạn. Rồi bây giờ còn một bánh xe nữa các bạn. Đây đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bên này nữa nè các bạn. Đây. Oh, wow, chiếc xe trộn bê tông của chúng ta nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Có hai cái bánh xe nhìn đẹp không các bạn. Rồi nhưng mà đang còn thiếu cái cabin. Bây giờ mình sẽ kiếm cabin nha. Rồi đây, mình sẽ chọn cabin này nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, bạn poly ha, bạn poly trộn bê tông các bạn ơi. Một bạn poly trộn bê tông siêu to siêu bự luôn nè các bạn. Rất là bự, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn poly trộn bê tông qua đây nha các bạn. Qua đây bạn ơi. Bạn đậu đây nha. Wow, rất đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục các bạn ơi. Đây, ở đây có một chiếc xe này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp chiếc xe cứu hỏa này vô nha. Mình sẽ lấy bốn bánh xe các bạn ơi. Đây, một bánh nè, hai bánh nè. Ở đây có thêm mấy cái bánh xe nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi một bánh các bạn. Rồi bên này nữa các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Wow, xe cứu hỏa nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục nha. Bên này nữa các bạn. Rồi bên này nữa nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Chiếc xe cứu hỏa của chúng ta đó các bạn. Mình sẽ chọn cái cabin nào các bạn. Xe cứu hỏa thì mình sẽ chọn cabin màu đỏ luôn nha các bạn. Wow, đây là bạn poly cứu hỏa màu đỏ nè các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn. Bạn poly màu đỏ nhìn rất đẹp luôn, poly cứu hỏa nha. Rồi bây giờ sẽ cho poly cứu hỏa về đây các bạn ơi. Mình để poly cứu hỏa đây nha. Wow, đẹp quá các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi, còn một bạn xe nữa. Đây là một bạn xe rác nè các bạn. Một bạn xe chở rác nha. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe vô nha các bạn. Đây, ở đây có hai bánh xe nè. Bây giờ mình sẽ lấy hai bánh xe nữa là đủ rồi các bạn. Đây bánh xe đây các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy bánh xe màu này đi. Đây bánh xe màu này đi ha. Vậy nhìn cho đẹp các bạn.
Rồi, lấy ra nào. Đó, lắp ráp vô. Đây. Đó. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Vô. Đó, đeo các bạn. Rồi, thêm bánh xe nữa các bạn. Đó, rồi, tiếp tục cái bánh bên này nữa các bạn ơi. Đó, xe rác có bánh xe nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chọn cái cabin nào các bạn. Wow, ở đây còn cái cabin này. Cabin này mình bỏ vô thử coi các bạn. Wow, cabin này nhỏ các bạn ơi. Ha, wow, cabin này nhỏ nhưng mà nhìn cũng đẹp đó các bạn. Ê, nhìn cũng đẹp không các bạn? Wow, nhìn dễ thương quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá nha. Rồi, thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ cho qua cabin bự đi các bạn. Đây, cabin bự nè. Wow, cái cabin bự nhìn ngầu hơn các bạn ơi. Oh, wow, xe chở rác đẹp quá các bạn ơi. Rồi, như vậy là mình đã ráp rác sửa chữa xong một bạn poly xe chở rác nữa rồi các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi, ghé cái đây các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi, từ nãy đến giờ mình đã sửa chữa xong được rất là nhiều bạn poly luôn nè các bạn. Oh, đẹp không các bạn? Wow, nhưng mà còn dư rất là nhiều linh kiện xe luôn các bạn ơi. Oh, quá trời bạn xe luôn ha. Oh, rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục chơi bộ đồ chơi này nha các bạn. Wow, đây là một bộ đồ chơi xe biến hình thành robot đẹp luôn nè các bạn ơi. Đó, một bạn robot nè các bạn ơi. Bạn xe biến hình thành robot nha. Đây, đầu tiên, đây là một bạn này là bạn này làm cái đầu nè các bạn ơi. Nè, bạn này làm cái đầu nè. Đó, bạn xe này là cái đầu nha. Mình có thể lắp ráp lại thành một chiếc xe nè các bạn. Đó, một chiếc xe nha. Đây, chờ tí để mình lắp ráp lại thành một chiếc xe nè các bạn. Đó, đẹp không các bạn? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, wow, đẹp quá. Rồi, mở lên nè các bạn. Rồi, mở lên nha. Đó, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp cái mình vô nè các bạn. Đây, cái mình lắp ráp đây nè các bạn ơi. Rồi, xong nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại nè để hồi mình lắp cái tay vô các bạn. Đây, đó. Rồi, bây giờ tiếp theo các bạn ơi. Tiếp theo nha. Tiếp theo thì mình sẽ xem coi. Wow, đây đây các bạn ơi. Đây đây đây. Wow, đây, đây là một bạn này nữa, là một bạn gì đây để mình lắp ráp lại coi các bạn. Wow, đây là một bạn này máy bay các bạn ơi. Nè, bạn này bạn máy bay nha. Wow, bạn này bạn máy bay, vậy là mình ráp lộn rồi các bạn ơi. Đây, đây nè. Đây, cái này nè các bạn. Đây. Đó, phải ráp vô vậy nè các bạn. Đây, chờ mình tí nha. Rồi, vậy nè các bạn ơi. Đó, vậy nè. Rồi, cái chỗ này mình mới ráp vô đây nè các bạn. Vậy nè, mình mới ráp vô cái mình nè các bạn ơi. Đây. Đó, vậy nè các bạn. Wow, rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, để mình xem coi. À, đây các bạn ơi. Đây, đây là một bạn này, bạn cứu hỏa nè các bạn ơi. Bạn này có thể lắp ráp thành một cái chân hay gì nè. Rồi, để mình coi coi. À, cái chân của bạn đó, giờ mình phải gỡ cái này ra các bạn ơi. Mình gỡ vào chữa cháy ra. Rồi, mình mới gắn vô được cái chân nè các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy đẹp không? Wow, bạn nó thành một cái chân rồi nè. Rồi, bây giờ tiếp theo các bạn ơi. Bây giờ đây, đây nè các bạn ơi. À, tiếp theo tới bạn này nha. À, đây. Đây, đây bạn này nè các bạn. Đây là một bạn xe cứu thương nè các bạn ơi. Đó, bạn xe cứu thương nhìn cũng rất là đẹp luôn nè các bạn. Ráp bạn đó thành cái chân luôn nha các bạn. Rồi, ráp ráp đây nè các bạn. Đây, ráp vô thành cái chân nè. Đó, wow. Một bạn robot đã hình thành rồi nè các bạn ơi. Giờ chỉ còn thiếu hai cánh tay thôi. Hai cánh tay nữa là thành một bạn robot nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp. Đây, đây các bạn ơi. Wow, đây là bạn tàu con thoi nè. Một bạn tàu con thoi nha. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bạn đó thành một cái tay nha. Đây, đây lắp ráp vô đây các bạn. Wow, đó, xong rồi các bạn ơi. Đó, mình đã lắp ráp cánh tay vô nè các bạn. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy ngầu không? Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có thêm một bạn nữa nè các bạn. Đây, đây là bạn này, bạn gì đây ta? À, đây là bạn xe cảnh sát các bạn ơi. Nè, đây là một bạn xe cảnh sát nha. Cái chỗ này nè, để mình lắp vô cái cánh tay cho bạn robot nha. Rồi, mình lắp vô đây nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, đó. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được một bạn robot nè các bạn ơi. Nè, bạn robot bây giờ mình sẽ cho cầm thêm cái này nữa các bạn. Đó, cầm theo cái vòi chữa cháy các bạn ơi. Rất đẹp luôn. Wow. Những bạn robot car đã biến hình thành một bạn robot rất đẹp luôn nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đó nè. Đó, nhìn đẹp quá các bạn. Bộ đồ chơi nhìn rất đẹp luôn ha. Rồi các bạn ơi, từ nãy đến giờ mình đã lắp ráp sửa chữa được rất là nhiều bạn xe poly luôn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài ăn cơm và làm bài tập rồi. Mình bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.